Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức online 247. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau. Thấy gì qua việc Việt Nam lặng lẽ xây dựng ở Trường Sa? Việt Nam được cho là đang lặng lẽ và chậm rãi xây dựng quanh và trong quần đảo Trường Sa. Động thái này nói lên điều gì? Tôi cho rằng cần đặt việc này trong đúng bối cảnh, đó là việc Việt Nam thực ra đang sở hữu một số thực thể ở Trường Sa từ trước năm 2002, thời điểm Trung Quốc và ASEAN ký kết tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông, được đọc tắt là DOC. Cuộc chơi công bằng, giáo sư K. Taylor nhận định: Tôi không cho rằng có nước nào sẽ phật lòng về động thái này của Việt Nam. Việt Nam đã ở đó từ trước năm 2002. Thực tế là Việt Nam đã hiện diện tại một số vị trí ở Biển Đông từ trước giải phóng miền Nam và đã có lịch sử đánh bắt khai thác cá tại ngư trường này. Việt Nam đã đưa người từ các khu vực đó sinh sống, lập gia đình, sinh con cái, mở trường học và không có vấn đề gì đó từ trước tới nay. Việt Nam chưa thực hiện hành động nào đe dọa tới an ninh khu vực. Mà giả như những việc Việt Nam đang làm được cho là gây nguy cơ cho an ninh khu vực thì thử nói xem những cái mà Trung Quốc đang tiến hành là gì. Luật sư Hoàng Việt, chuyên nghiên cứu về Biển Đông từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc xây dựng ở Trường Sa như Việt Nam đang tiến hành không làm thay đổi tính chất pháp lý của các yêu sách về chủ quyền của Việt Nam. Vụ Philippines thua kiện Trung Quốc mà tòa trọng tài ra phán quyết năm 2016 khẳng định điều này. Theo đó, mọi hành động nhằm thay đổi tính chất pháp lý của các thực thể trên Biển Đông sau thời điểm tranh chấp sẽ không được các tòa quốc tế chấp nhận. Lần này cho thấy Trung Quốc lên tiếng, tuy vậy, họ cũng đã có động thái khi thông báo giàn khoan Đông Phương 13 tháng 2 sẽ xuất hiện ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong khi đó, với mức độ xây dựng nhỏ, chủ yếu với mục đích tăng cường khả năng phòng vệ và cứu hộ, Việt Nam không làm cho các quốc gia khác lo ngại như với mức độ quân sự hóa của Trung Quốc. Quy mô khiêm tốn. Hầu hết các khu vực mà Việt Nam cho tiến hành xây dựng không nằm trực tiếp trên các đảo nhỏ tự nhiên như ở Trường Sa và Phan Vinh, mà ở các rạng đá thấp hơn với mực thủy triều ở các bãi ngập nước. Các động thái này cho thấy Việt Nam không cố gắng tham gia vào việc quân sự hóa quy mô lớn tại quần đảo Trường Sa như Trung Quốc, ví dụ như không có dấu hiệu xây dựng cơ sở nào để chứa máy bay tấn công. Các cơ sở mà Việt Nam xây dựng ở đây dường như chỉ hướng tới mở rộng khả năng giám sát và tuần tra vùng biển bị tranh chấp, cải thiện điều kiện sống và đảm bảo có thể tế tiếp bằng đường hàng không nếu cần thiết. Đồng tình với quan điểm này, giáo sư K. Taylor, chuyên gia Đông Nam Á của Đại học New South Wales, Úc nói với BBC rằng các bước đi của Việt Nam không gây lo ngại cho bất cứ quốc gia nào, kể cả Trung Quốc. Trung Quốc biết Việt Nam nâng cấp cơ sở hạ tầng ở Trường Sa nhưng tới nay vẫn im lặng, không phản ứng quyết liệt như họ mới đây đã làm với việc xây dựng của Philippines trên đảo Thị Tứ. Khẳng định chủ quyền. Dù chỉ xây dựng lặng lẽ với quy mô nhỏ như vậy suốt nhiều năm tại Trường Sa và một số đảo khác tại Biển Đông, giáo sư K. Taylor cho rằng việc làm này cần thiết để Việt Nam khẳng định chủ quyền và sự hiện diện của mình ở Biển Đông. Hiện nay Trung Quốc càng ngày càng bành trướng ở Biển Đông và điều quan trọng là các nước chọn cách phản ứng như thế nào. Chúng ta có thể hợp tác nhưng không có nghĩa là không có cách để lên tiếng mạnh mẽ về chủ quyền của mình và Việt Nam đang đi con đường đúng đắn. So sánh với những gì đã xảy ra với Philippines thì tôi cho rằng Việt Nam đã chọn con đường phù hợp hơn. Nếu như Việt Nam im lặng trước mọi hành động bắt nạt của Trung Quốc thì cái mà Việt Nam nhận được sẽ là gì? Trung Quốc sẽ lại tiếp tục bao vây, xua đuổi, tấn công tàu cá, tịch thu lưới đánh cá và Việt Nam đã chọn cách củng cố sự hiện diện của mình ở khu vực này, hoàn toàn trái ngược với cách Tổng thống Philippines từng chọn là khom lưng cúi đầu mà làm bạn với Trung Quốc. Việt Nam cùng với một số nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đều cần cố chứng minh sự hiện diện của mình ở khu vực này. Philippines đã treo cờ trên nóc một tòa nhà của nó tại Loyta, cạnh tranh với cờ Việt Nam treo ở Hoàng Sa và Trường Sa, cờ Trung Quốc treo ở đảo Tri Tôn ở đảo Hoàng Sa. Thậm chí Trung Quốc chưa dừng lại đó, mới đây đã khuếch trương tín hiệu về chủ quyền bằng cách treo cả cờ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Quốc tại đảo Tri Tôn dưới các lá cờ là dòng chữ đại lục mãi mãi trường tồn và vinh quang của Đảng tỏa sáng đời đời. Việt Nam đã xây dựng gì ở Trường Sa? Ở phía đông bắc của Trường Sa, Việt Nam xây dựng hai cơ sở thông tin liên lạc truyền tín hiệu và xây một cụm các tòa nhà trên khu đất mới bồi đắp dọc theo bến cảng nhân tạo, xây dựng một khu thể thao gần tòa nhà hành chính trên đảo. Nhiều tòa nhà được lắp các tấm pin mặt trời. Để bảo vệ toàn vùng đất mới được hình thành khỏi nước dâng cao khi có bão, Việt Nam đã đào một loạt các kênh thoát nước phức tạp dọc theo rìa đảo. Ở phía tây nam, các rạn đá và đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam đã xây dựng 14 tiền đồn trong khu vực này, nơi được gọi là trạm dịch vụ kinh tế, khoa học và công nghệ. Dưới đây là hành trình xây dựng của Việt Nam quanh đảo Trường Sa.
Trước năm 2014, Việt Nam bồi đắp thêm 6 mẫu đất trên rạn Phan Vinh. Năm 2015 đến 2016, mở rộng đường băng ở đảo Trường Sa từ 750m ban đầu lên đến 1.300m và xây một bến cảng. Từ năm 2016, tiến hành nâng cấp cơ sở vật chất trên rạn Phan Vinh, bao gồm xây dựng sân bay trực thăng, lắp các tấm pin mặt trời và trồng thảm thực vật trên các khu đất mới. Từ giữa năm 2017, Việt Nam cho lắp một radar lớn trên đỉnh một tòa nhà ở phía tây cửa rạn Phan Vinh, cho thấy sự cải thiện về tín hiệu hoặc khả năng liên lạc. Việc trồng cây xanh trên các khu đất bãi mới, có lẽ để tránh sói mòn, cũng đã hoàn tất. Việt Nam cũng tiến hành mở rộng đá Nam và đá núi Thị. Việt Nam còn xây thêm các trạm dịch vụ kinh tế, khoa học và công nghệ ở bãi Phúc Tần, bãi Cạn Quế Đường và một sân bay trực thăng lớn. Cũng trong năm nay, Việt Nam hoàn thiện đường bay và 4 nhà chứa máy bay. Các máy bay này nhiều khả năng là máy bay giám sát hàng hải và máy bay vận tải. Cáo buộc tàu cá Việt Nam bao vây Hải Nam vô lý và vô căn cứ. Việc các chuyên gia Trung Quốc cáo buộc nhiều tàu cá của Việt Nam xâm phạm trái phép vùng nước của đảo Hải Nam là vô lý và vô căn cứ. Trong 3 tháng đầu năm 2020, sáng kiến minh bài chiến lược Biển Đông thuộc Đại học Bắc Kinh Trung Quốc đưa ra nhiều bài viết vô lý và vô căn cứ khi cáo buộc nhiều tàu cá của Việt Nam xâm phạm trái phép vùng nước của đảo Hải Nam. Cụ thể, dựa trên một nhóm dữ liệu được cho là tín hiệu định danh và định vị của các tàu cá, sáng kiến minh bài chiến lược Biển Đông thuộc Đại học Bắc Kinh Trung Quốc tố cáo tàu cá của Việt Nam đã đánh bắt cá bất hợp pháp hoặc do thám gần căn cứ hải quân chiến lược du lâm của Trung Quốc với số lượng lớn. Cáo buộc vô lý. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tiễn có thể cho thấy, nhận định trên là rất phi lý. Thứ nhất, nếu thực sự đó là sự thật, an ninh của quân cảng Du Lâm, nơi trú đậu của các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Trung Quốc hết sức đáng lo ngại. Thứ hai, các ngư dân Việt Nam hoặc là liều lĩnh, hoặc là ngu ngốc đến mức lạy ông tôi ở buổi này, vừa đi đánh bắt cá bất hợp pháp, vừa bật máy định vị vệ tinh. Thứ ba, các tàu hải cảnh Trung Quốc vốn rất hung dữ, xua đuổi ngư dân Việt Nam ở các vùng biển xung quanh Hoàng Sa, nay lại dễ dãi đến lạ lùng ở khu vực được cho là hết sức nhạy cảm. Từ góc độ quản lý, chính phủ Việt Nam không dung túng tệ nạn đánh bắt cá bất hợp pháp, không có quản lý và không khai báo, và cũng không khuyến khích ngư dân đi do thám vùng biển của các quốc gia khác. Vì thế, làm sao có chuyện các tàu cá của Việt Nam xuất hiện số đông trong vùng biển các quốc gia khác với thiết bị hành trang ở trạng thái mở? Một số trường hợp đơn lẻ tàu cá của Việt Nam có thể chỉ là qua lại bình thường hoặc ghé các cảng nước ngoài để tiếp nước ngọt hoặc nhu yếu phẩm. Các hoạt động đó được cho là hợp pháp theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nghi án vu khống cho Việt Nam. Không rõ lý do gì khiến các chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc vội vã chụp mũ đánh bắt cá bất hợp pháp hay thực hiện các hoạt động thu thập tin tức tình báo cho tàu cá Việt Nam. Bất cứ bộ dữ liệu AIS nào cũng cần phải được kiểm tra chéo kỹ lưỡng đối với các nguồn khác nhằm đảm bảo thông tin là chính xác và phù hợp. Số liệu có thể bị ngụy tạo, sửa đổi. Bên cạnh đó, các tín hiệu AIS chỉ cung cấp vị trí và hành trình của tàu, không đủ để kết luận về các hoạt động thực tế của tàu. Các cáo buộc rất đáng chú ý tại thời điểm này, sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Mỹ tiết lộ thông tin về việc các ngư dân, dân binh của Trung Quốc xâm nhập các vùng đặc quyền kinh tế của nhiều nước và gia tăng hiện diện xung quanh đá Thị Tứ hiện đang do Philippines kiểm soát. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng SCP đang tìm cách vu khống Việt Nam để đánh lạc hướng của dư luận thế giới về hành động của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng bức ảnh trong đó một tàu cá Việt Nam bên cạnh tàu ngầm Trung Quốc bất chợt nổi lên do một ngư dân Việt Nam chụp ở phía đông bắc của Hoàng Sa để cáo buộc tàu cá Việt Nam đang hoạt động trinh sát ở Hải Nam quả thực là một sự bịa đặt thô thiển. Mỹ, Trung đấu nhau như thế nào trên Biển Đông? Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nhiều chuyên gia an ninh châu Á-Thái Bình Dương nhận định Trung Quốc sẽ không từ bỏ tham vọng đường lưỡi bò nên sẽ tiếp tục có hành vi vi phạm quốc tế trên Biển Đông, buộc Mỹ và các đồng minh đối tác phải có biện pháp đối phó. Một mặt, Trung Quốc thúc đẩy cùng thăm dò khai thác khí tự nhiên với Philippines, trước tiên ở bãi Cỏ Rong. Mặt khác, Trung Quốc cho tàu hải cảnh, tàu dân quân biển, tàu cá quấy nhiễu hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên biển của Việt Nam, Philippines, Malaysia với sự tham gia của nước ngoài. Trung Quốc sẵn sàng đưa tàu hải cảnh và tàu cá lớn ra quanh bảy đảo nhân tạo ở Trường Sa thường xuyên hơn, sẵn sàng phun vòi rồng, chạy cắt mặt tàu Việt Nam để dọa dẫm hoặc tạo chứng cứ giả tàu Việt Nam đâm vào Trung Quốc, nhà báo Philippines nhận định. Trung Quốc cũng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên 7 tòa nhân tạo, nâng cao chất lượng hệ thống vũ khí trên đảo. Trung Quốc sẽ nâng cao năng lực quân sự nói chung, đặc biệt là triển khai tên lửa diệt hạm, tên lửa đạn đạo chống tàu sân bay để ngăn Mỹ tăng cường tuần tra tự do hàng hải, tập trận song phương, đa phương ở Biển Đông.
Cụ thể, Hải quân Trung Quốc sẽ tăng cường tập trận bắn đạn thật, trong đó có phóng tên lửa đạn đạo cho chống tàu. Năm 2020, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đàm phán bộ quy tắc ứng xử Biển Đông với nội dung chỉ các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc và ASEAN hợp tác với nhau để thăm dò dầu khí trên Biển Đông, không bắt tay với bên ngoài. Và khi các nước trong khu vực tập trận chung với các siêu cường quốc bên ngoài thì phải thông báo trước để Trung Quốc có thể phản đối. Vì thế, Mỹ, Nhật, Pháp, Anh có thể nêu vấn đề Biển Đông, chỉ trích Trung Quốc tại các sự kiện đa phương như hội nghị ASEAN với các đối tác đối ngoại, diễn đàn khu vực ASEAN, các hội nghị ARF mở rộng, các hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN mở rộng, Thượng đỉnh Đông Á, ông Thayer dự đoán. Các nước sẽ bày tỏ quan điểm về hành động đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông, phê phán Bắc Kinh không tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực, kêu gọi tuân thủ phán quyết mang tính trung thẩm và ràng buộc pháp lý này. Các siêu cường bên ngoài có thể trừng phạt thương mại Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc và các tàu thuyền của cơ quan này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á, giáo sư Thayer nhận định. Trong khi đó, Mỹ, Nhật Bản có thể đề nghị giúp đỡ một số nước Đông Nam Á phát triển lực lượng cảnh sát biển qua, giao tàu tuần tra cao tốc, mở khóa huấn luyện, xây dựng năng lực tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức khu vực biển. Mỹ đang tạo mạng lưới đồng minh và đối tác chiến lược chống chính sách kinh tế săn mồi, sự đe dọa các nước láng giềng, quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Mỹ sẽ tăng cường tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông, thêm máy bay ném bom B-52 từ Guam, Daegu và Nasica, điều thêm tàu chiến, ông Thayer dự đoán. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức ngày hôm nay. Quý vị các bạn thân mến, bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung như sau. Việt Nam gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc phản đối lập trường của Trung Quốc về Biển Đông. Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc vừa gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Cụ thể, công hàm cho biết, liên quan đến công hàm số CML14-2019 ngày 12 tháng 12 năm 2019 và nhằm phản hồi đệ trình cùng ngày của Malaysia gửi Ủy ban ranh giới thềm lục địa và công hàm số CML11-2020 ngày 23 tháng 3 2020 của Phái đoàn Thường trực nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hợp Quốc gửi Tổng Bí thư Liên Hợp Quốc, Việt Nam bày tỏ lập trường nhất quán như sau. Việt Nam phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại các công hàm trên. Các yêu sách này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam khẳng định Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Công ước là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, vùng biển của các cấu trúc luân nổi tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phải được xác định phù hợp với Điều ước 121 của Công ước. Các nhóm đảo tại Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, không có đường cơ sở được vẽ bằng cách nối liền các điểm ngoài cùng của các cấu trúc xa nhất, các bãi ngầm hoặc cấu trúc lúc chìm lúc nổi, không phải là đối tượng thụ đắc lãnh thổ và không có vùng biển riêng. Việt Nam phản đối các yêu sách ở Biển Đông vượt quá những giới hạn được quy định tại Công ước, trong đó yêu sách quyền lịch sử, các yêu sách này đều không có giá trị pháp lý. Lập trường nhất quán của Việt Nam về các vấn đề nêu trên đã được khẳng định trong nhiều văn bản lưu hành tại Liên Hợp Quốc và các đệ trình, tuyên bố gửi các cơ quan quốc tế liên quan. Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đề nghị Tổng Bí thư Liên Hợp Quốc lưu hành công hàm này đến tất cả các quốc gia thành viên Công ước, cũng như tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc xử nghiêm, bồi thường vụ đâm chìm tàu cá ở Hoàng Sa. Việt Nam trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi ở Hoàng Sa. Trong thông cáo tối ngày 3 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phản hồi thông tin về tàu cá QG90617TS cùng 8 cư dân Việt Nam gặp nạn tại khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, tàu cá QG90617TS và 8 ngư dân Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Hành động trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại lớn về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với ngư dân và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển của Việt Nam-Trung Quốc.
trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình và không có lợi ích cho quan hệ hai nước cũng như việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Theo bà Thu Hằng, đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với các đại sứ quán Trung Quốc và trao đổi công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ tàu hải cảnh Trung Quốc nêu trên, để không tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Theo thông tin từ cơ quan chức năng Việt Nam, đến ngày 3 tháng 4, 8 ngư dân Việt Nam trên tàu QNG90617TS đã được tiếp nhận an toàn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức ngày hôm nay. Quý vị các bạn thân mến, bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung như sau. Trung Quốc tiếp tục ngang nhiên xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa. Trung Quốc mới đây ngang nhiên lập hai trạm nghiên cứu trên hai đá chữ thập và su bi trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cụ thể, Tân Hoa Xã hôm 20 tháng 3 đưa tin hai cơ sở nghiên cứu nói trên do Trung tâm Nghiên cứu Tích hợp Đảo và Đá Ngầm thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc quản lý có phòng thí nghiệm về sinh thái, địa chất và môi trường nhằm hỗ trợ điều tra thực địa và nghiên cứu khoa học ở quần đảo Trường Sa. Tân Hoa Xã còn dẫn một nguồn tin nói rằng một cơ sở nghiên cứu khoa học tích hợp về rạn san hô và biển nước sâu cũng đã được thành lập trong hai trạm nghiên cứu mới. Ngoài một trung tâm nghiên cứu đã được xây dựng trước đó, đá Vành Khăn cũng thuộc quần đảo Trường Sa. Các đá chữ thập, su bi, vành khăn nằm trong số 7 thực thể trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo phi pháp. Trung Quốc đã biến những đảo nhân tạo này thành các tiền đồn có cảng, đường băng và cơ sở liên lạc nhằm mở rộng khả năng kiểm soát hoạt động của các bên tranh chấp khác ở Biển Đông, theo Philippines Daily Inquirer. Chuyên gia quốc phòng thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Singapore nhận định với Philippines Daily Inquirer rằng việc Trung Quốc lập hai trạm nghiên cứu mới ở hai đá chữ thập và vành khăn vào thời điểm này là diễn biến đáng chú ý. Ông nói rõ, có người có thể nghĩ đại dịch COVID-19 có lẽ đã khiến cho Bắc Kinh không quan tâm nhiều tới những điểm nóng trên biển này. Sự thật không phải thế. PLA, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc vẫn sẵn sàng tác chiến dù có virus corona. Ông Co cũng lưu ý rằng lợi dụng chiêu bài khoa học dân sự là một trong những cách để Trung Quốc củng cố tuyên bố rằng chủ quyền ở Biển Đông. Ông tin rằng Trung Quốc vẫn tiến hành các hoạt động ở Biển Đông, nhưng vì đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên toàn cầu, cộng đồng quốc tế giảm chú ý tới những hành động của Bắc Kinh ở khu vực. Chuyên gia Co còn cho rằng tình trạng Trung Quốc tiếp tục có hoạt động ở Biển Đông dù đang chống đại dịch COVID-19 thể hiện rõ sau khi nước này lên tiếng phản ứng hoạt động bảo vệ tự do hàng hải Phonop của chiến hạm Mỹ USS gần quần đảo Hoàng Sa hôm 10 tháng 3.